Xin chào tất cả mọi người. Trong cái thời gian vừa rồi thì có một số bạn gặp phải cái lỗi là khi mà cài plugin hoặc là cài một cái theme mà chúng ta đao từ máy lên trên đưa vào trong cái WordPress này này thì nó báo là cái file vượt quá kích thước upload max file size. Đây, giả sử trong cái trang web này đang bị lỗi thì mình sẽ tiến hành mình upload thử một cái theme lên trên đây. Ở đây thì mình sẽ cài cho nó một cái theme flash xong. Đây, sẽ tải giao diện lên này. Đó, chọn tệp. Đây mình sẽ chọn vào cái theme flash xong. Rồi, sau đó ấn vào cài đặt. Thì nó sẽ báo cho mình một cái dòng lỗi như sau. Đây, nó báo lỗi là file vừa tải lên đã vượt quá giới hạn upload max file size trong PHP ini. Thì để có thể sửa cái lỗi này thì mọi người sẽ vào giúp mình phần cPanel. Đó, truy cập vào hosting, sau đó đăng nhập vào nếu mà mọi người dùng INET, xong rồi vào cPanel. Trong phần cPanel này thì mọi người search giúp mình từ là PHP. Đó, chúng nó sổ ra mình sẽ chọn vào phần Multi PHP Ini Editor. Rồi, tại đây thì nó yêu cầu mình chọn một cái tên miền. Ở đây thì mình chỉ có một cái thôi. Đó, ví dụ mình đang dùng cái web là tapifood.com này thì mình sẽ chọn một cái tapifood.com đấy. Rồi, trong cái đoạn này thì mọi người tìm đến giúp mình cái đây, upload max file size. Đó, cái upload max max file size mọi người đẩy lên giúp mình nhá. Hiện tại thì cái maximum size mà mọi người cho nó đẩy là chỉ có 2 MB thôi. 2 MB thì mọi người có thể đẩy nó lên thành 5, thành 6, thành 8. Giả sử ở đây mình sẽ đẩy nó lên thành 6 vì cái file flash sum kia nó nặng hơn 4 thì phải, gần 5. Đó thì mình sẽ để đây là 6 này. Sau đó mình sẽ apply lên và sẽ quay lại trở đây tiến hành upload lại. Như này là chúng ta sửa lỗi xong. Mình sẽ upload lại để xem nó đã nhận chưa này. Rồi, vào lại giao diện này, vào giao diện. Sau đó vào thêm mới. Rồi, tải giao diện lên, chọn tệp, chọn đúng vào cái tệp flash sum vừa đấy, cái file flash sum vừa đấy đây. Đó, open, sau đó ấn vào cài đặt. Đó, như này nó đã đang cài giao diện file từ file được tải lên đúng không? Cái file flash sum của chúng ta đã được tải lên thành công rồi. Đó, thì mọi người sẽ truy cập vào cái cPanel và thực hiện sửa cái số giúp mình. À, cái lỗi này nó sẽ được fix thành công.